Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn vừa kiểm tra phát hiện và bắt giữ một đôi nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,659 gam ma túy đá. Hai đối tượng có mặt trong phòng nghỉ 105, nhà nghỉ 026 thuộc phố Cầu Đất là Nguyễn Đức Anh sinh năm 1998 và Hán Thị Thảo sinh năm 2004 đều có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Thanh Sơn. Cơ quan công an đã tạm giữ số tang vật trên cùng một xe máy, hai điện thoại, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.